Một máy bay khi đang trên đường băng để chuẩn bị cất cánh rời sân bay tại Chicago thì bất ngờ bốc cháy khiến 20 hành khách bị thương hôm 28 tháng 10. Máy bay Boeing 767 của hãng American Airlines chở 170 người, gồm hành khách và phi hành đoàn. Vào thời điểm xảy ra sự cố ở phi trường O'Hare, một trong những sân bay đông đúc nhất của Mỹ, phi cơ dự kiến bay đến Miami. Tuy nhiên, máy bay bất ngờ phát hỏa và bốc khói nghi ngút khi đang ở trên đường băng chờ cất cánh. Sự việc khiến tiếp viên phải sơ tán hành khách qua lối thoát hiểm. Ngọn lửa khá to khiến máy bay bị cháy xém ở phía bên phải, đồng thời tạo thành cột khói đen dày đặc và nghi ngút. Hoạt động ở sân bay Chicago vẫn diễn ra bình thường sau khi vụ hỏa hoạn được khống chế. Nguyên nhân của sự cố vẫn chưa được xác định. Cơ quan quản lý hàng không Mỹ FAA và hãng American Airlines đưa ra tuyên bố khác nhau. FAA cho rằng máy bay bị nổ lốp, nhưng người phát ngôn của hãng hàng không nói sự cố trên liên quan đến động cơ.